Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào các học trò làng Nguyên Thủy. Hôm nay chúng ta chia sẻ chủ đề lời Đức Phật dạy, đó là sinh vào trung tâm đất nước là khó. Tại sao Đức Phật lại dạy là sinh vào trung tâm? Được sinh sống, sinh ra, sinh sống ở trung tâm đất nước là khó. Vì sao lại như vậy? Bởi vì đạo Phật là đạo của nhân quả. Đạo Phật là đạo của nhân quả. Cái người có duyên ấy, do cái tích phước nhiều đời, thì được sinh ra ở những cái miền đất trù phú, miền đất có thiện hữu tri thức. Cho nên sinh ra ở trung tâm đất nước. Còn cái người mà nhiều đời sống không tốt ấy, không có phúc lành, thì sẽ sinh ra ở cái miền biên địa xa xôi, đất cày lên sỏi đá, làm ăn nó rất là khó khăn. Cho nên những cái nơi xa xôi ấy, thì nó không có những cái bậc thiện hữu tri thức tìm đến. Bởi vì đời sống nó khó khăn vất vả rồi, con người nó phát triển yếu kém. Ví dụ như những cái miền vùng sâu, vùng xa, vùng cao, khó khăn biên địa, giặc giã, trộm cướp, đất đai khô cằn, khó khăn. Cái trình độ học thức cho đến cái đời sống văn hóa nó yếu kém. Cho nên phải là cái người có phước có duyên thì sinh ra ở những vùng trung tâm của đất nước. Đây là cái nhân quả của con người. Nhân quả con người. Cái nhân quả con người mà đời trước mà sống lành, đời này sẽ dễ dàng gặp thiện hữu tri thức. Đời trước sống lành, đời trước sống chân chính, đời này sẽ dễ dàng gặp thiện hữu tri thức. Và đời này sẽ không khó khăn. Sinh ra ở những cái miền mà nó dễ sinh sống, dễ làm ăn, của cải vật chất làm ra dễ dàng. Mà ở cái những cái vùng trung tâm ấy, thì con người ta nó văn minh hơn. Nó có thời gian để nó tìm thiện hữu tri thức, nó học đạo. Nó học kiến thức, học tri thức khoa học. Mà nó học đạo đức, nó học những cái điều lành. Thế còn những cái người mà nó không có phước ấy, thì nó sinh ra khó khăn. Nó tìm rất là khó khăn, đi lại khó khăn. Cho nên đây là do nhân quả con người mà sinh ra tương ưng. Đức Phật bảo tương ưng. Tương ưng thì sinh ra ở miền đất lành, được học hành, được trau dồi kiến thức, được gặp thiện hữu tri thức dễ dàng. Cho nên Đức Phật dạy rằng sinh ra ở trung tâm đất nước, sống ở trung tâm đất nước là khó. Là những cái thành gần những cái trung tâm giao lưu, rồi gần những cái miền đất trù phú, đông đúc. Gần những miền đất trù phú, dễ dãi làm ăn, của cải vật chất làm ra không khó khăn. Đây là cái lý nhân quả, cái đường đi của nhân quả. Cho nên ngày xưa đó, khi mà các thầy có nói xây những cái chùa lớn ở một cái nơi xa xôi, thì thầy Pháp Lưu có nói là các thầy xây chùa nơi này vô ích. Và thầy Pháp Lưu bỏ đi,
Bởi vì sao? Nếu mà xây chùa cái nơi biên địa này, xa xôi này, nó chỉ là hình thức cái chùa thôi, tốn công nhọc sức. Bởi vì con người nơi đây vô cùng khó khăn. Mình phải hiểu cái lý nhân quả như vậy. Không ai tu học, chỉ có mấy cái người đồng bào dân tộc thiểu số, họ không biết tiếng kinh. Họ cũng mà xây chùa nơi đây thì đồng bào mà có duyên có phước, người ta đi lại rất khó khăn, người ta cũng không đến. Không đến. Cho nên cái việc mà tại sao mà Đức Phật ấy, khi Ngài đi giáo hóa, Ngài thường đến các cái thành, đến các cái vùng trung tâm. Khi Đức Phật giáo hóa, Ngài thường đến các vùng trung tâm. Và cuối đời sau khi Đức Phật nhập diệt ấy, tại Kushinaga ấy, thì Đức Phật nói rằng với Anan rằng: Này Anan, Anan có biết rằng ngày xưa ở nơi đây, nơi này rất trù phú, giao thương rất tấp nập, mà nơi này là một vùng đất trù phú giàu có, vốn giàu có ở Câu Thi Na này. Cho nên chúng ta hiểu là Đức Phật dạy rằng nghèo hèn học đạo là khó. Bởi vì cái miền đất nó khó khăn cơ cực như vậy, quanh năm ngày tháng chật vật, lấy đâu thời gian mà tu học, còn phải lo cuộc sống khó khăn, cơ cực, nghèo khó. Học hành không có thời gian, không có đầu tư cho học hành, con cái không được học hành, gia đình khó khăn, không có điều kiện, thời gian để mà tu hành. Mà những cái nơi như thế thì rất ít xuất hiện các bậc thiện hữu tri thức. Khó khăn đi lại, trắc trở giao thông, người ta không đến. Ta không đến, khó khăn, nó chướng duyên. Nó chướng duyên người ta không đến. Rồi cái người đi tìm đạo người ta cũng không đến. Khi mà ra đây thì sư Quang Hạnh, cái sư Quang Hạnh mà trước tu đi theo thầy Bảo Nguyên ấy, sau rồi bỏ thầy Bảo Nguyên. Nhưng mà sư có ra đây, sư có nói là sau này sư đi Thanh Hóa vào cái miền tít trong ấy, dựng một cái ngôi chùa nho nhỏ, cái tịnh xá nho nhỏ tít trong Thanh Hóa, ở trong cái vùng sâu ấy. Thì thầy Pháp Lưu mới cười bảo sư sai lầm. Bởi vì sư dựng ở đó, thứ nhất là sư tu hành khó khăn. Mà quả nhiên là như vậy. Khi sư đi khất thực, người ta, người dân tộc thiểu số, người ta không có hiểu đạo đâu. Người ta thịt gà, người ta ấy cho ăn. Rồi người ta không có tu, người ta không có thành kính. Thế thì như vậy thì vào cái nơi đó là mình uổng phí của mình, tu nó không được lợi lạc, nó không được lợi lạc cho mình, cho người. Cho nên sống lợi mình, lợi người là mình phải biết chọn nhân quả cho đúng. Nếu mình không soi xét vấn đề nhân quả mà mình đặt cái... Trưởng Lão Thích Thông Lạc cũng dặn là chọn nơi tu hành, chọn cái nơi tu hành. Trong cái bài giảng chọn nơi tu hành mà Trưởng Lão Thích Thông Lạc cũng giải thích cái lời Đức Phật. Đức Phật cũng dạy chọn nơi tu hành. Nếu mà cái nơi tu hành nó quá khó khăn, mình không tu nổi đâu. Hai nữa là mình sống ở cái nơi khó khăn, giao thương đi lại trắc trở, cái đường tu của mình nó cũng sẽ trắc trở, trắc trở. Thế cho nên người có phước thì mới sống được ở những cái vùng đất trù phú, vùng đất giao thương thuận tiện, cái vùng đất mà nó thuận duyên cho mình trong mọi cái việc thời gian cũng như công sức bỏ ra để tu hành. Cho nên mình chọn nơi sinh sống và tu hành, chọn cái nơi sinh sống, chọn nơi tu hành là một cái quyết sách đúng, quyết sách. Nếu mình chọn không đúng, không đúng. Cho nên cái người nó phước duyên, nó sinh ra ở cái miền đất trù phú, miền đất được học hành. Thầy Pháp Lưu ngày nhỏ cũng có cái duyên lành, dù sinh ra ở miền
miền biên cương, núi non trùng điệp trên dải Hoàng Liên Sơn, nhưng thầy Pháp Lưu có cái phước duyên lại được sinh ra ở cái chân núi đấy, thì lại là cái nông trường. Cái nông trường ấy là do chính phủ đưa lên, đưa những bậc trí thức lên khai hoang, và nó trở thành một cái trung tâm, lúc ấy nó trở thành một cái thị trấn miền biên ải. Cái thị trấn ấy thì nó lại toàn những người học hành, nó tập trung ở đó, cả một cái vùng đất rộng lớn đấy. Có một cái miền đất đấy, hầu như cái thị trấn mà thầy Pháp Lưu sinh ra đấy, hầu hết người ta học hành, đầu tư cho học hành. Đất đai trù phú, dân cư giàu có, và nó trở thành một cái trung tâm của một cái vùng ấy. Thế và khi lớn lên là được học hành đàng hoàng, hầu như trẻ em ở đấy lớn lên được học hành, nhưng nó không giống như những miền biên địa. Nhưng cách đó khoảng vài chục cây số là một cái vùng rất khó khăn. Thế thì thầy Pháp Lưu sinh ra đó có cái phước duyên, sinh ra lớn lên xung quanh toàn những bậc thiện hữu tri thức, cho nên cái mảnh đất đấy nó sinh ra toàn quan chức và toàn các nhà học thức. Ở cạnh thầy Pháp Lưu là cái đất thầy Pháp Lưu ở bây giờ ấy, ở chỗ chỗ nhà gia đình thầy Pháp Lưu ở bây giờ ấy, là cái đất đấy sản sinh ra ấy, những cái vị tri thức rất là lớn. Cái mảnh đất đấy là mảnh đất đầu mà bố thầy Pháp Lưu cho ấy, là cho là cô chú Vinh Luyện, nguyên là bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư vừa nhiệm kỳ trước ấy, là đất của ông Vinh, Bùi Quang Vinh, bộ trưởng kế hoạch đầu tư sinh ra, và ông Vinh công tác ở đó, ở cái nông trường đó. Thế sau đến ông Hưởng, ông Hưởng, Doãn Văn Hưởng, chủ tịch tỉnh Lào Cai. Sau đến ông, ở cạnh đây, bên cạnh đấy là ông Trịnh Thanh, là bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai. Sau rồi đến rất nhiều vị ở đó, vị giám đốc anh Long học cùng cạnh thầy, là giám đốc công ty, trước là công ty điện tử Việt Nam. Anh em thầy bây giờ là chú Trường, là phó chủ tịch tỉnh Lào Cai. Cái giải đất đấy là một cái giải đất vùng trù phú, mà người ta lớn lên học hành hầu như cái tỷ lệ đại học là cao nhất, cao nhất cái vùng, một cái vùng rộng lớn đó. Cho nên cái mảnh đất đó bao nhiêu cái người trí thức, giáo viên, bác sĩ rồi của cái vùng đấy, của cái vùng Lào Cai, hầu như là nó xuất phát từ đó. Cho nên có cái phước duyên, cái người không có phước duyên thì lại sinh ra ở cái miền đất cày lên sỏi đá, khó khăn cơ cực. Cho nên nó hội tụ lại cái mảnh đất lành, hội tụ những cái miền đất lành, nó được hội tụ. Cho nên cái con người sinh ra được học hành, cho nên dù thầy Pháp Lưu được sinh ra ở miền biên địa, nhưng mà nó lại rơi vào cái vùng trung tâm của một cái nơi mà các bậc thiện hữu tri thức, mà đất đai trù phú, cho nên được học hành, sinh ra được học hành đỗ đạt, lớn lên được học hành đầy đủ. Cho nên dù thầy Pháp Lưu mồ côi cha, nhưng mà được các chú các bác xung quanh nâng đỡ, giúp đỡ. Đỡ. Thế cho nên sinh ra ở cái vùng trung tâm, nó được thuận duyên. Chứ cái người mà sinh ra ở cái vùng ấy khó khăn cơ cực, đến già rồi vẫn lo tất bật, khổ sầu, cuộc sống khó khăn cơ cực cơ cầu, nơi xa xôi đi lại khó khăn, rất khó, rất khó. Cho nên
cái miền đất của thầy Pháp Lưu ấy, đến bây giờ cũng vậy, anh em làm khắp nơi toàn những bậc nhân sĩ trí thức, thậm chí từ trong bộ máy chính phủ. Cho nên chúng ta hiểu là cái nhân cái quả, cái nhân cái quả, nhân cái quả, nhiều đời sống không có phước thì sẽ sinh ở cái miền biên địa. Đức Phật dạy cày lên sỏi đá, khó khăn, kiếm ăn chật vật, và sẽ khó khăn trong cái việc phát triển kinh tế cũng như là văn hóa xã hội, học hành, cũng như là các cái bậc thiện hữu, những cái người lành, người ta đến, người ta giáo hóa, người ta dạy dỗ, tri thức khoa học. Cho nên khi mà chọn trú xứ tu hành, lợi mình lợi người, chọn trú xứ tu hành thuận tiện, Đức Phật cũng như trưởng lão Thích Thông Lạc cũng dạy phải chọn cái nơi nào nó thuận duyên, cái đường tu của mình nó không còn khó khăn mệt nhọc, tu hành nó chỉ còn cái thời gian để mà thực trì giới, nó còn cái thời gian để mà tu hành thiền định, nó còn cái thời gian nó không lo lắng nhiều việc nọ việc kia, chỉ còn cái thời gian mà mình chuyên tâm tu học mà thôi. Nó dành cái thời gian cho mình cũng khó khăn, cho nên đi lại nó cũng không khó khăn, tu hành nó dễ dàng. Đây là một cái thuận duyên. Tất nhiên thì tu hành thì phải chiến thắng lớn nhất là phải chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình. Chứ tu hành không phải là con đường khổ hạnh. Đức Phật ngày xưa lên rừng, lên núi, Ngài biết con đường khổ hạnh là con đường hành xác, con đường tự làm khổ mình, con đường trói buộc, con đường hành xác, con đường diệt thân. Nó không phải là con đường của tu hành đạo Phật, đi theo con đường trung đạo là chiến thắng chính mình, chiến thắng chính mình, chiến thắng cái lòng tham sân si, kiêu mạn, nghi ngờ, chiến thắng bằng con đường giới định tuệ, sống thiểu dục tri túc, ly tham, và sống thiền định, và sống trí tuệ. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Sinh ra tu học ở miền trung tâm đất nước, trung tâm ở những cái vùng trung tâm, nó thuận duyên thì chúng ta dễ dàng. Chúng ta thấy có những cái nơi tu hành khó lắm, thầy trò rất khó khăn, kiếm miếng nước uống cũng khó. Chúng ta chọn lựa như vậy là nó tạo lên cái khó khăn cho chúng ta. Chúng ta sẽ không có thời gian tu. Những cái vùng nước nôi khó khăn, mùa đến nó khô cạn, khô cằn, phải đi kiếm từng chút nước tắm rửa, phải đi làm việc này việc kia, phải mùa này thì gió bão, xây được cái thất có khi nó hất lật đổ, rồi mùa kia thì nắng cơ cực, sức khỏe đã yếu rồi mà ngồi trong cái thất nó nóng, nó nắng, khó tu, sức khỏe nó giảm sút, sức lực nó không còn cạn kiệt. Đức Phật bảo các cái tu sĩ làm cho ta những cái thất ấm về mùa đông, mát về mùa hè, tặng cho ta những cái vườn cây xanh mát để ta tu, để ta nghỉ dưỡng, ta thiền định, để ta thuyết pháp. Đến Đức Phật, khi Ngài, tại sao Ngài hay ở gốc cây Sala? Ngài có ở gốc cây, Ngài cũng chọn gốc cây tán to, gốc cây Sala, nó mát mẻ. Cây Sala ở trong thời Đức Phật mà đến bây giờ, cái tiếng Ấn Độ, tiếng Sra, có nghĩa là ngôi nhà lớn. Cái cây đó nó rất lớn, nó mát mẻ, hoa nó trải xuống, hoa trắng, đến mùa hoa trắng, hoa Sala nó rải xuống như bức thảm. Cây Sala ở bên Đức Phật,
Cho nên chúng ta chọn cái nơi tu hành nào mà nó quá khó khăn. Rồi nơi khó khăn như vậy thì người dân cũng khó khăn. Họ mãi cơ cầu cơ cực, họ không có thời gian, không có công sức để mà học đạo Phật. Họ mãi lo bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Họ khó có thời gian, nghèo hèn học đạo là khó. Rồi họ toan tính, họ tranh giành. Ở những cái nơi nắng gió cơ cực thì thường tính tình con người thường khó thuần. Tại sao người ta nói đất sĩ phu Bắc Hà? Ở đây không phân biệt vùng miền, nhưng ở đây nói là nói cái tâm tính con người nó do điều kiện thiên nhiên mà sinh ra, do tương ưng từ trường mà sinh ra. Ở cái nơi, những cái nơi chúng ta thấy những cái bộ tộc hoang dã ở trong trong những cái vùng mà người ta săn bắt sống bằng nghề khó khăn, người ta rất hung dữ. Hoặc là những cái vùng miền nắng gió cơ cực, tính tình con người rất là, người ta gọi là dương tính. Dương tính, dương tính là cái miền mà người ta nói, ví dụ như những cái vương quốc như ngày xưa là thuộc cái vùng Champa. Con người có tính dương tính, từ trong cái điệu ca hát cho đến cái điệu nhảy múa cho đến cái điệu đời sống, người ta dương tính. Cho nên ở đây là do cái điều kiện huân tập nhân quả thời tiết và nhân quả con người, cho đến nhân quả vũ trụ, nhân quả thảo mộc. Ở cái vùng mà cây cối nó trụi, nó nắng gió, tính tình con người khó chịu. Nó cũng như chúng ta nói một cái câu về mặt phong thủy. Ở đây chúng ta không phong thủy nó không phải là một cái gì mê tín. Nó là khoa học. Chúng ta nói là lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng nam. Tại sao nói như vậy? Tại sao người ta lại không thích làm nhà hướng tây? Ví dụ như cuộc sống làm nhà hướng tây nó rất là mệt nhọc, khó khăn. Ví dụ như đi về nhà thì hướng tây buổi chiều đến nó nắng hắt vào nhà. Cái nhà ngày xưa ấy, nhà ba gian, nó nắng. Nó nắng thì đi về, làm về đã mệt nhọc rồi, trời trong nhà lại nóng thêm. Nóng thêm nó gây ra bức xúc cho con người. Vợ chồng có khi vì cái chuyện mệt nhọc mà cãi nhau, đánh nhau. Thế còn cái nhà hướng nam, buổi chiều đến gió nam, mùa hè mát mẻ, cái lưng nhà nó che cái sân nhà. Thế thì về nhà thì dù nóng bức mệt nhọc đến mấy thì cuộc sống không khí nó mát mẻ. Mát mẻ. Nó, cái tính tình con người nó cũng dễ dàng hơn. Cho nên ngày xưa ấy, làm khi mà làm hành chính mà tiếp dân ấy, tiếp dân thì thầy Pháp Lưu có bảo mấy chú nhân viên là thế này: các chú phải bố trí một cái phòng tiếp dân nó sạch sẽ, thoáng mát, nó có cây xanh, chỗ nào nó thoáng các chú phải tạo cảnh quan tốt, trồng cây mát, rồi các chú để những cái ly nước cho nó lịch thiệp. Thế rồi các chú phải sắp phòng cho nó nghiêm trang, các chú phải làm cho nó thật là giản dị nhưng nghiêm trang, để đến khi mà cái người dân ấy, cái người dân người ta bức xúc cái điều gì, người ta đến người ta kiện cáo, người ta kiến nghị bức xúc, thì các chú ngồi tiếp, ít nhất người ta hưởng cái quang cảnh xung quanh. Cái ông đang nóng đùng đùng vác cái đơn kiện đến thì thấy cái phòng nó thật là thoáng mát, thật là dễ chịu, mát mẻ, quạt mát, xong lại ngồi có một chú nhân viên, chú ấy ra, chú ấy mời vào, cháu mời bác uống nước nghỉ ngơi cho nó mát rồi trước khi gặp lãnh đạo cháu. Thì dù nóng bức, tính nóng đến đâu, đang bức xúc đến đâu thì cũng hạ hỏa, cũng hạ hỏa, tính tình bắt đầu hiền lành xuống. Rồi gặp các vị lãnh đạo mà ngồi nghiêm trang rồi tiếp từ tốn giải thích thì dần dần đang từ cái chỗ bức xúc nó dịu tính đi và nó được thông suốt. Cho nên một cái nơi tu hành cũng vậy.
Một cái nơi tu hành nó phải là cái nơi mát mẻ về mùa hè, ấm về mùa đông, không khó khăn. Thì cái cuộc sống tu hành ở đó mọi người nó được yên hòa hơn, nó được cái từ trường lành hơn, yên hòa hơn. Bởi vì sao? Nó không còn vất vả, những cái cơ cực nó gây ra cho con người những cái bức xúc, nó gây ra cho con người những cái khó khăn, chướng ngại. Kể cả cuộc sống cũng vậy, mình sống ở những cái vùng mà nó khó khăn, nó tranh giành trộm cướp, bần hàn sinh đạo tặc, bần cùng sinh đạo tặc, rồi nó những nơi mà trộm cướp liên miên, những cái nơi mà những cái nơi đó nó không rất ít cái từ trường lành, giặc giã trộm cướp biên ải biên địa, đất đai khô cằn sỏi đá, rất khó, khó cho người tu hành mà cũng khó cho người hành đạo, khó cho người giảng dạy chánh pháp. Cho nên cái lời Đức Phật dạy là lời dạy về nhân quả con người, nhân duyên, duyên phước của con người. Nó sinh ra nó tương ưng, trường Đức Phật bảo tương ưng đâu thì hút đó. Tương ưng đâu thì hút đó. Nó do cái duyên phước của con người. Cho nên sinh, Đức Phật dạy rằng sinh ở, sinh sống ở vùng trung tâm đất nước là khó. Khó. Đây phải là một điều may mắn mình mới sinh ra ở cái miền trung tâm đất nước, hoặc là mình tu hành ở cái miền nó thuận duyên. Mình tu hành nó ở cái vùng thuận duyên. Có những vị bây giờ tu theo trưởng lão thích lên núi, hiểu sai về hạnh độc cư ấy, thích trụi lên tít núi. Hiểu sai về hạnh độc cư. Độc cư là tâm quay vào trong, thân tâm quay vào trong, sống với chính mình, gọi là độc cư. Chứ độc cư không phải trốn lên rừng, lên núi ăn lông ở lỗ. Trưởng lão nói rồi, các vị hiểu sai hết cả. Cái trèo lên núi xong rồi cái thất tít trên xa xa xong để trốn đời, các vị sai hết. Tu chứng là chứng trong cảnh động, trốn đi để mong cái nơi đó không đúng. Hiểu sai hạnh độc cư, trưởng lão bảo hiểu phải đúng hạnh độc cư. Tu mà hiểu sai hạnh độc cư là các vị tu ức chế, tu trốn tránh thì nó thành ức chế, rồi khi ra này nó vẫn y nguyên. Hạnh độc cư ở đây là độc cư là tâm quay vào trong, thân tâm quay vào trong an vui với chính mình, bất động trước cảm thọ các ác pháp. Cái hạnh độc cư là cái hạnh không sống giữa mọi người, mà nó không lao sao, nó không bàn luận nhiều, nó không có cạnh tranh cãi hơn thua, nó sống với chính nó, tâm quay vào trong để thiền tư. Sống là sống một mình, là sống thích sống một nơi nào đó mà nó được yên ổn, mà yên ổn cả bên ngoài, yên ổn cả bên trong. Là cái nơi muốn yên ổn bên ngoài thì mọi người phải hòa thuận, không ai làm khinh động ai, là đời sống của các bậc đồng phạm hạnh. Cái nơi nào mà nó ồn ào tranh cãi, cái nơi nào mà việc nọ việc kia làm, cái nơi nào mà hết việc nọ đến việc kia, nơi nào mà ồn ào người vào tấp nập vào ra rồi cúng dường, rồi cái nơi nào mà sống bất hòa tranh cãi, rồi bàn luận tụm năm tụm ba trong chúng ấy, cái nơi đó không phải là nơi tu hành độc cư, không phải là nơi tu hành. Cái nơi tu hành là phải hòa thuận, không làm khinh động lẫn nhau, tất cả cùng ý thức tu hành, không có tham làm việc này việc kia. Trưởng lão bảo các con muốn tu hành thiền định sau này các con phải đến cái chỗ nào ấy, chỉ có chơi ăn mới chơi mới lo tu thôi. Con đến chỗ nào mà còn làm việc nọ việc kia, còn thế này thế kia, còn đi làm cái việc này việc nọ, việc đời, việc từ thiện, việc xã hội, việc này việc kia, thì cái nơi đó không phải nơi tu hành thiền định. Cái nơi đó là nơi trốn đời. Cái nơi tu hành thiền môn của nhà Phật nó phải im lặng như thánh. Nó phải im lặng. Ai về làng thầy Pháp Lưu thì thấy dù đông người im lặng như thánh hết. Người ta sống độc cư là tâm quay vào trong.
chứ không phải là độc cư. Là sống độc cư có thể sống, cư sĩ có thể sống độc cư trong ngôi nhà mình, là luôn quán xét thân tâm quay vào trong, ít nói chuyện, sống thanh thản và sống biết việc của mình, chuyên tâm tu hành, ngăn ác diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Thế còn cái nơi thuận duyên như nơi làng thầy Pháp Lưu, đây là cái nơi cực kỳ thuận duyên cả bên ngoài bên trong, bởi vì tất cả cùng giống nhau, cùng ý thức tu hành, cả một cái ngôi làng im lặng. Nọ đoàn tỳ kheo của tu viện Chân Như cũ ấy, đoàn tỳ kheo của trường lão cũ lập ra đấy, họ về đây họ rùng mình, bước chân vào làng họ rùng mình, không thấy một tiếng động, không thấy một tiếng nói. Sau khi đến gặp mọi người, tự nhiên mọi người thấy đoàn tỳ kheo đến thì vẫn im trong đấy. Đến lúc đoàn tỳ kheo đi ra thì mọi người cung kính đón chào. Tự nhiên thấy rất đông, rất là nghiêm trang. Cư sĩ rồi các sư cô đứng nghiêm trang đón chào cung kính. Đến bữa thì dâng thọ thực, rất cung kính. Nhưng mà nề nếp đâu vào đấy. Không ai làm khinh động ai. Cho nên không phải nói hay, mà ở đây là cái nhìn thấy rõ ràng. Cái gì đúng thì ta phải nói là đúng. Cái gì sai ta phải nói là sai. Tránh ngữ mà. Không có nói đặt thêm, không có nói đặt điều, không có nói sai sự thật. Đó là lời nói của cái người tu hành, nó phải đúng như vậy. Cho nên giải thích về cái chuyện độc cư nó là như vậy. Chui lên rừng lên núi ăn lông ở lỗ, cứ nghĩ là đạo Phật nguyên thủy. Chui lên rừng lên núi là khó khăn đó, chật vật, nước không có uống, đó là thiếu trí tuệ nhân quả, thiếu chánh kiến về nhân quả, thiếu chánh tư duy về nhân quả. Tu hành mà không có chánh kiến, có chánh tư duy như vậy thì tu uổng công một đời. Tu hành như vậy là uổng công một đời. Hiểu sai đạo Phật, mày hiểu sai, đã hiểu sai thì sẽ tu sai, mà tu sai thì sẽ tu ức chế. Chỉ có giải thoát ở cái điều mơ tưởng mà thôi, đè nén ức chế mà thôi, chứ không có cái sự giải thoát của một cái tâm thuần tịnh, không có sự giải thoát của một sự vượt qua chướng ngại pháp. Cho nên thì hiểu sai đó, hiểu sai. Trường lão bảo các con tu hành tịnh khẩu, chứ không phải là các con tu hành á khẩu, là các con chui lên rừng núi rồi các con trốn tránh người, các con thành câm. Tu hành thành câm, thành điếc, thành mù. Tu hành ở đây là tịnh khẩu, là lời nói tịnh khẩu, không có lời nói ác, không có lời nói đặt điều, không có lời nói hung dữ, không có lời nói hung ác, không có nói chuyện vô ích, mà lời nói tịnh khẩu. Tịnh là sự thanh tịnh, xuất phát lời nói từ cái tâm thanh tịnh, chứ không phải tu hành thành câm, á khẩu. Thế nên trong tu ức chế với nhau rồi cứ vào thất, trong người kia nói chuyện một cái, người này xịt xịt xịt, cấm người ta nói chuyện. Nó không có đúng ức chế à. Những cái lời nói an hòa là những lời nói thanh tịnh. Ví dụ như người ta đi đường, người ta chắp tay, người ta phải chào. Con chào sư cô ạ. À, con chào bác ạ. À, con chào chú ạ. À. Cái lời nói của thanh tịnh, của đạo đức thiện, phải được cất lên trong chúng. Một cái lời hỏi thăm nhau, ví dụ hôm nay cụ khỏe không, rồi cái đời sống thanh tịnh nó phải là không có người này đi sang thất người khác nói chuyện, không có túm năm tụng ba chỗ này chỗ kia nói chuyện vô ích, mà người ta chuyên tâm quay vào trong. Đời sống tu hành mà ở chung trạ với nhau, trồng đống vào một chỗ. Đời sống tu hành là phải đời sống, có đời sống, có điều kiện về thiền tư, mỗi người một thất, sống riêng. Chứ sống chung trộn rộn bầy đàn thì nó không có phạm hạnh, nó không có cái đời sống thiền tư, không có đời sống thiền tư. Nó lấy thời gian đâu mà tu, sống chung trạ với nhau, va chạm với nhau. Cho nên ở đây là người ta sống dù trong chúng. Ngày xưa Đức Phật xây dựng cái thánh địa là có từng cái ô, mỗi ông ngồi một góc, mỗi ông một chỗ. Này tỳ kheo mà,
và đây là những gốc cây, và đây là những chỗ còn trống. Cái chỗ thánh địa Đức Phật đấy là cái chỗ trống đấy, là vì tỳ kheo người ta chọn cái chỗ trống người ta vào đấy, người ta ngồi. Đây là những gốc cây, đây là những chỗ trống còn trống. Hãy tu tập thiền định, chớ để hối hận về sau. Đây là những lời giáo giới của ta dành cho các ông. Cho nên trưởng lão mà sống ở thành phố cũng khó tu. Thành phố cũng khó tu. Ồn ào vậy, tu đâu. Mà ở miền biên địa cũng khó tu. Lên rừng, lên núi, khó tu. Thành phố cũng khó tu. Cho nên ở vùng trung tâm đất nước mà nó không có ồn ào mới là cái đúng, mới là cái sự khôn ngoan, cái sự soi xét nhân quả đúng. Chúng ta phải chọn nơi tu hành. Đức Phật nói là trưởng lão bỏ đi đánh trận như người đi đánh trận phải chuẩn bị quân lương, vũ khí, hành trang, binh pháp, kế sách. Tại sao mà cái tu viện chân như mà trưởng lão xây nó đi đường nó cũng thuận, cách cái trung tâm Tây Ninh nó có gần Trảng Bàng, cách Sài Gòn có ba mươi mấy cây thôi, ba mấy cây số thôi, 35 cây số. Cho nên khi mà thầy Pháp Lưu chọn cái đất Yên Bái này làm cái nơi mình định cư để mình xây dựng nơi thiền môn của mình, là thầy Pháp Lưu chọn rất chính xác, soi xét nhân quả và chọn rất chính xác. Sau khi mình tỉnh ra, mình nhận ra mình sẽ chọn nơi này. Bởi vì sao? Yên Bái cách Hà Nội, cách sân bay quốc tế có 100 cây, cách Hà Nội có 110 cây, đường cao tốc chạy nhanh chóng. Hai nơi Yên Bái là trung tâm, một cái hoa thị trung tâm đi lại của vùng Tây Bắc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, rồi kể cả Đông Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi Lào Cai, là một cái vùng trung tâm. Hai nữa là Yên Bái là một cái vùng đất lâu đời, là cái vùng mà cùng với Phú Thọ là cái vùng mà đất phát tích vua Hùng. Cái truyền thống văn hóa quá lâu đời ở nơi này, nền văn hóa trống đồng Đông Sơn và cái nền đất tổ vua Hùng là cái nền văn hóa giáo dục lâu đời. Thứ ba nữa là Yên Bái là một đất mưa thuận gió hòa, mùa hè khí hậu mát mẻ, mùa đông không gió bão, không có gió tuyết, không có những cái điều khắc nghiệt, nước nôi đầy đủ quanh năm, đất đai trù phú, cây cối xanh tốt, dân tình hiền lành, văn hóa, cái nền giáo dục văn hóa nó đã lâu đời. Cho nên cái thành phố Yên Bái là một cái trung tâm. Trung tâm. Thế lại có cái điều rất là may khi mà ở trung tâm thành phố này, vì cái đất hương hỏa các cụ mà vẫn còn nguyên một ngôi làng cho thầy Pháp Lưu. Một ngôi làng thanh bình giữa thành phố, đi 500 mét ra đến các xe đón đi liên tỉnh, đi sân bay, 500 mét ra đến đầu làng. Mà giữa trung tâm thành phố đi 6 đường ra xung quanh chĩa ra thành phố, mà có một ngôi làng bình yên, xanh mát giữa lòng thành phố, ai đi về cũng thuận tiện, sinh sống cũng thuận tiện, và tất cả làng thanh bình như một miền quê kỳ lạ giữa lòng thành phố. Cho nên chọn cái vị trí nó phải là đúng, nó phải là đúng, nó thuận duyên, nó không khó khăn. Mình chọn mà nó không đúng, nó sẽ khó khăn. Cho nên bạn bè bốn phương cho đến bạn bè quốc tế về Yên Bái rất là dễ. Các bạn về đây từ Phần Lan, từ Australia, từ Đức, từ Mỹ cho đến
từ trong các tỉnh trong nước Sài Gòn đi ra đây có 3 tiếng đồng hồ vẹn vẹn, từ kể cả thời gian đi máy bay các tỉnh về rất thuận tiện. Cho nên là cái vùng trung tâm đất nước, trung tâm của giao lưu thì nó sẽ thuận duyên. Cho nên mình chọn nơi sinh sống, chọn nơi tu hành, cho đến chọn nơi hoằng dương chánh pháp. Cái miền đất Yên Bái này nó cũng có những ngôi chùa, có cái công sức của các cái sư thầy mà đã tạo dựng rất lâu đời ở đây. Người dân ở đây người ta chí ít người ta còn biết đi chùa lễ Phật. Người ta ở đây có những ngôi chùa rất là lâu đời mà được các cái sư thầy phát triển gìn giữ, như chùa Bách Lẫm, chùa Am, rồi mấy cái chùa gần chục ngôi chùa. Người ta cái truyền thống ven sông Hồng có những ngôi chùa được lâu đời xây dựng và gìn giữ phát triển. Cho nên con người ta nó có cái yếu tố về mặt tinh thần. Yên Bái lại là một cái nơi rất là yên ổn. Khi mà thầy Pháp Lưu về, thầy Pháp Lưu biết an ninh trật tự rất tốt, thành phố sạch đẹp, thanh bình, an ninh trật tự rất tốt. Ở đây không ít, rất ít trộm cướp, đường xá giao thông đi lại nề nếp, không có ai lấn làn, không có inh ỏi, không có lộn xộn. Thứ ba nữa là Yên Bái là một cái vùng sản vật trù phú, mùa nào thức nấy, hoa quả bốn mùa trù phú. Ở đây sinh hoạt cũng vậy, người dân ở đây rau cỏ cho đến hoa trái bán rẻ, sạch sẽ, không khí thì mát lành, rừng bạt ngàn. Quanh thành phố Yên Bái này rừng, giữa thành phố Yên Bái rừng bạt ngàn, cây xanh bạt ngàn. Yên Bái là cái tỷ lệ che phủ rừng được nhà nước và nhân dân phát triển rất là tốt. Không khí trong sạch, nước nuôi đầy đủ, không bao giờ khô hạn. Cho nên nó lại là cái vùng vừa có đồng bằng vừa có núi non, nó rất thanh bình. Cho nên Đức Phật dạy trung tâm giao lưu, nơi có những bậc thiện hữu tri thức qua lại. Nơi có thiện hữu tri thức qua lại. Cho nên mình phải chọn nơi tu hành, biết nơi chọn lựa để cho mình biết cái nhân duyên nhân quả. Hiểu cái nhân duyên nhân quả thì chả ai dạy gì đi tìm chỗ khổ, tự làm khổ mình. Tu hành là cái việc chiến đấu với nội tâm của mình, chứ không phải là chiến đấu với ngoại cảnh. Ai hiểu mà tu hành mà chiến đấu với ngoại cảnh là người đó sai trái. Tu hành là một cuộc chiến đấu với nội tâm của mình. Trưởng lão nói rồi, tu hành là một cuộc chiến đấu với nội tâm của mình để ly dục ly ác pháp, tâm ly dục ly ác pháp, để chiến đấu để giữ gìn đời sống giới của mình, giới đức giới hạnh của mình, giới hành của mình. Giới hành là gì? Giới hành là tâm ly tham, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đó là giới hạnh. Tâm thanh tịnh ly tham, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng hiếu sinh, đó là giới hạnh. Có giới thì có định. Cho nên cái nơi tu hành giới định tuệ, chúng ta không phải là chiến đấu với ngoại cảnh. Nếu ai hiểu mà tu hành chiến đấu với ngoại cảnh, đó là người tu hành phóng dật theo cảnh trần, không phòng hộ, hành xác khổ hạnh. Còn cái người tu hành ở đây là chiến đấu, cuộc chiến đấu nội tâm. Tu hành là, trưởng lão nói là tu hành là người chiến đấu với nội tâm của chính mình. Nội tâm của chính mình. Độc cư là tâm quay vào trong, sống với chính mình, an vui với chính việc của mình, sống thanh thản, an lạc vô sự. Đấy là độc cư, không lao sao. Chứ không phải độc cư là chui lên hang đá, chui lên rừng núi mong trốn tránh rồi xong rồi ra nó vẫn thế.
Sống một mình phải là hiểu là sống một mình là vui với việc của mình, sống thanh thản một mình, sống không có khổ đau là sống một mình. Xung quanh người ta khổ đau, mình sống không khổ đau. Chứ đừng có hiểu sống một mình là trốn đi. Chứng đạo là chứng trong cảnh động. Dù trong chúng tu đông đúc mà vẫn là người chứng đạo. Đấy là người biết sống một mình. Tu pháp một mình. Một mình ôm pháp như ôm phao vượt biển. Chứ không lao sao bên ngoài. Cho nên chúng ta hiểu sai vấn đề là nó thành tu sai. Mà tu sai một ly đi một dặm. Chúng ta không biết chọn lựa nơi tu hành, cũng không biết chọn chúng tu hành, cũng không biết nơi nào tu hành đúng, không biết nơi nào tu hành sai. Cái nơi nào mà còn làm việc này việc kia đấy, không phải là nơi tu hành thiền định. Đi theo cái ông thầy nào mà còn làm việc này việc kia, biến chùa chiền thành chỗ làm từ thiện. Trưởng lão nói rồi, cái chùa chiền thì thành nơi làm từ thiện, thành trung tâm từ thiện, trung tâm nuôi trẻ mồ côi, rồi thành thành ra nơi kinh doanh buôn bán, rồi thành ra cái chỗ này chỗ kia, không có đúng. Cái nơi tu là chỉ có nơi thiền môn thì con người mới hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Đi tu hành rồi mà lại còn đi làm cái việc này việc kia, đi lo cái việc này việc kia cho, rồi làm cái thành cái trung tâm là đi làm từ thiện với nhau suốt ngày, rồi đi lo làm từ thiện với nhau, nó không phải, nó không đưa đến sự giác ngộ cuối cùng, nó không đưa đến sự đoạn diệt cuối cùng. Mà nơi tu hành thiền môn mà muốn con người tỉnh tâm thức tỉnh đi đến thiền định giác ngộ hoàn toàn thì phải là nơi tu hành im lặng như thánh, phải là nơi tu hành độc cư, phải là nơi tu hành tâm quay vào trong, phải là nơi tu hành thiền tư, chứ không phải là nơi tu hành thầy trò đi làm cái này cái kia với nhau. Đó là sai trái, đó là không hiểu thế nào là giới định tuệ, thế nào là con đường tu hành. Đó là cái tâm tham chưa đoạn diệt hết, chúng ta phải hiểu là như vậy. Thế cho nên mọi người mà buông bỏ, buông xả tạm thời, một là tạm thời buông xả việc gia đình để đến chỗ thầy Pháp Lưu, chỉ có ăn và nghỉ ngơi và tu. Trưởng lão nói rồi, đến nơi nào không có phải làm cái gì hết. Những cái việc làm đã có những người thầy và mọi người khác làm rồi, mình chưa tu xong đến đây để nghỉ ngơi tu tập, bỏ lòng tham xuống. Cho nên đi làm cái này cái kia là tham nhảy ra làm việc này việc kia là không đúng. Hai nữa là tạm thời nghỉ ngơi việc gia đình, đến đây tĩnh tâm tu tập, dành thời gian để tu tập. Hai là buông bỏ cuộc đời sau khi đã trả hết nhân quả, sắp xếp xong nhân quả, buông bỏ đến đây để ôm pháp tu hành, làm phao vượt biển, để sống trong trọn vẹn trong giới định tuệ, sống trọn vẹn trong thập giới, sống tu tập pháp môn giới định tuệ. Cho nên có hai hạng người đến đây chia vui tu tập, đó là hạng người tạm thời nghỉ ngơi chọn một khóa tu, hai là những người đã xong nhân quả đến đây. Cho nên những người đến đây để thông suốt, nghỉ ngơi tu tập để thông suốt, để về nhà thực hành cho đúng, đấy là những người chưa nhân duyên nhân quả chưa sắp xong thì về nhà thực hành cho đúng. Còn những người đã sắp xếp xong duyên nhân quả đến đây trọn vẹn, chuyên tâm, chuyên tu, chứ không có làm việc này việc kia.
Cho nên những cái học trò mà cư sĩ còn nhân duyên nhân quả đến đây thì thường là đến đây một khoảng cảm nhận việc tu hành cho đúng và về nhà sống sẽ tốt hơn, sống thanh thản, sống mạnh khỏe, và trên nhân quả ấy để tu tập trên nhân quả, gọi là tu tại gia trên nhân quả để đến ngày thành tựu. Còn những cái người chuyên tâm về đây là những người chuyên tu. Chứ không thể nào cái làng của thầy Pháp Lưu không phải là cái chỗ mà đi làm từ thiện, là cái nơi cứu người hết khổ, cũng phải cái chỗ đi làm từ thiện, cũng phải cái chỗ kinh doanh buôn bán, mà cũng không phải là cái chỗ mà nuôi trẻ mồ côi, nuôi người tàn tật hoặc nuôi cái gì. Nơi thiền môn là nơi thiền môn, thầy trò cùng nhau xây dựng cái làng này là nơi thiền môn. Mà đã là chốn thiền môn của nhà Phật, nó phải thanh tịnh, nó phải trầm lặng, nó phải giáo giới. Nó không thể nào mà lộn xa lộn xộn, đời trả ra đời, đạo trả ra đạo nữa. Nó không có đúng. Còn cái cư sĩ ở đời hoặc là những cái việc đời mình làm, thực hiện việc đời, sống theo giới đức giới hạnh, sống theo điều lành, thì đó cũng là tu. Đó là những người cư sĩ ở đời phải sống theo đạo đức lành để được lợi mình lợi người, làm việc siêng năng, làm ra của cải vật chất, tháo vát siêng năng như Đức Phật dạy, rồi làm nghề nghiệp lành. Đấy là cái việc tu hành, đấy cũng là việc tu hành. Còn chốn thiền môn, thiền định, nó không thể có cái việc thiền môn là thiền môn. Thiền môn là cái nơi đào tạo con người. Thiền môn là cái nơi đào tạo con người giải thoát. Thiền môn là cái nơi đào tạo ra những bậc A-la-hán. Thiền môn là đào tạo ra những bậc thánh cư sĩ, thánh tăng, thánh ni. Thiền môn là đào tạo ra những cư Phật tử thuận thành. Chứ thiền môn không phải là cái nơi mà đi làm cái nọ cái kia đâu. Nơi đào tạo cơ mà. Nó cũng như một cái trường đại học ấy. Chúng ta thấy trường đại học là trường đại học, là chỉ có giáo dục. Nếu mà trường đại học mà lại tổ chức sản xuất, làm này cái kia, thì thời gian đâu, học sinh, sinh viên lấy thời gian đâu mà tu sách vở, mà tu, lấy thời gian đâu mà nghiên cứu. Nếu bắt sinh viên đi lao động, làm mướn, rồi đi làm hoạt động cái này, hoạt động ngoại khóa, hoạt động cái này cái kia, cái học chính là cái học. Đời đã khổ rồi, đến đây tu học để cho nó vỡ vạc ra, để có thời gian chuyên tâm mà suy xét nội tâm, mà có thời gian mà đẩy lùi bệnh tật, có thời gian mà nắm được phương pháp tu hành, sống làm chủ sinh già bệnh chết khổ. Chứ đến đây đâu phải mà thầy bắt đi bắt đi làm công quả, bắt đi làm cái gì. Đến đây để làm công quả làm chi? Công quả thì ở nhà mà làm đi. Cho nên không có chuyện đó. Cho nên chúng ta phải biết san sẻ phước báo mà tu, giúp đỡ nhau tu tập. Cái người người ta có điều kiện, bạn bè anh em nó có điều kiện, nó có công đức, nó có góp sức, nó xây dựng, nó giúp đỡ cái người khó khăn tu. Đây là cái phước đức của những người có điều kiện về mặt hữu lậu, nhân đức cao thượng của những người có mặt điều kiện về mặt hữu lậu. Chứ không phải là chúng ta bây giờ nghèo khổ thì khó khăn khổ đau thì phải tu, bệnh tật thì phải tu. Đến đây ra bệnh rồi đã khổ, đời đã khổ rồi, không giác ngộ ra rồi đến đây để làm công quả này. Đến đây để mong cho nó sai hết. Nơi này là nơi để học hành, nơi đào tạo,
đến những bậc thánh cư sĩ. Nó thành ra cái miền đất an lành, những bậc thánh tăng, thánh ni, thánh cư sĩ đến đây sống để về tốt hơn, để về hiểu biết hơn, để làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ sinh già bệnh chết khổ. Đến đây không phải là đi làm kinh tế, đi làm từ thiện. Nên mọi cái làng của thầy Pháp Lưu nó cũng dù sao nó là cái nơi yên tĩnh, nó không có khó khăn. Một mình thầy Pháp Lưu vất vả thôi, hy sinh vất vả 3 năm nay. Một người khổ, người tu xong rồi, một người khổ để cho hàng trăm người có điều kiện tu. Mình khổ thôi, dù có khổ đến bao nhiêu, dù có đầy đọa cái thân thầy Pháp Lưu đến bao nhiêu, dù có sóng gió đến bao nhiêu thì thầy Pháp Lưu cũng không bao giờ có khổ. Tâm bất động, thiền định, định lực sung mãn. Dù có làm việc mà vất vả, mà kiệt sức, mà hộc máu mồm ra như nọ, thì nó cũng chỉ một hai ngày bốn thần túc có, thiền định có, chỉ một hai ngày nó khỏe mạnh trở lại như hôm nay. Ngọ thầy Pháp Lưu ho hộc ra máu, do kiệt sức, do làm việc, nó do làm cho mọi người rồi vì cái làng này. Nhưng mà chỉ một ngày hôm sau thiền định, một đêm thôi khỏe mạnh bình thường trở lại, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, bốn thần túc. Cho nên cái việc đó là nên là chúng ta phải hiểu cái sức lực và cái niềm tin. Một người thầy khổ thôi, một vài người tu xong rồi lo cho cái người đi sau tu. Người đi sau còn đang khổ thì phải có điều kiện tu hành, phải biết thương người như vậy. Cái người tu sau mình họ khổ, họ đang khổ, phải dành thời gian cho họ có điều kiện tu hành. Các cụ đến đây là phải được cái thất mát mẻ, ấm áp, phải có thời gian nghỉ ngơi tu tập. Con người khổ đau đến đây thì phải có thời gian tri kiến, soi xét, kinh hành, rảnh rang nghỉ ngơi tu tập. Sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời khổ đau, đến cái lúc người ta tỉnh, dành thời gian cho cái người khổ để còn lo tu. Đấy mới là cái tình thương. Đức Phật nói rồi, này tỳ kheo, tất cả những gì ta làm cho các ông được khởi lên từ lòng từ mẫn. Này tỳ kheo, và đây là những gốc cây, và đây là những chỗ còn trống, hãy tu tập thiền định, chớ để hối hận về sau. Đây là những lời giáo giới của ta dành cho các ông. Cho nên một cái người gánh thiện pháp, những cái bậc gánh thiện pháp, đồng hành gánh thiện pháp, phải là những cái bậc hy sinh, những cái bậc không còn khổ, những cái bậc tu hành đã xong, ra gánh thiện pháp nhẹ nhàng vô tư, đồng hành cùng nhau để gánh cho, giúp đỡ những người đi sau. Đấy mới là cái đạo đức. Đấy mới là cái đạo đức. Đấy mới là tình thương. Đấy mới thực sự là đạo đức. Chứ không phải đấy mới là cứu mình rồi cứu người. Không phải là đến mà bắt nhau làm này cái kia này. Mượn đạo tạo đời, bắt người đời hầu hạ mình, phố cung phụng cho cái danh của mình. Nó không có đúng, nó không có từ bi ở đây. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên chọn nơi tu hành là mình phải biết soi xét trí tuệ nhân quả, nhìn bằng con mắt nhân quả mình soi xét xem một thầy ấy có đúng hay không, thầy này làm như vậy có đúng hay không, có đúng đạo đức nhân quả hay không, thầy này xây dựng cái chốn thiền môn này nó có đúng hay không, nó có đúng với thiền môn nhà Phật hay không, đến đây để còn làm từ thiện thì biết có đúng hay không, đến đây để kinh doanh buôn bán có đúng hay không. Rồi là mình đến đây mình tu hành mình có được lợi lạc cái không? Mình tu hành mình khổ mà, khổ thì mới cầu Phật.
Đến đây tu hành có kết quả hay không? Có thời gian thiền tư hay không? Đời sống tất cả của các bậc đây nó có đồng phạm hạnh không? Nó có làm khinh động đến nhau hay không? Nếu nó làm không làm khinh động đến nhau, cuộc sống ở đây yên bình thiền tư, thì cái nơi đó là nơi tu đúng. Thì hãy ở, trưởng lão dặn, trưởng lão Thích Trung Lạc nói là hãy ở đó trọn đời, đừng có bao giờ bỏ đi. Cái nơi đó là nơi đúng. Bỏ đi là một sai lầm. Sai lầm. Đến đó mà thấy người ta tu được, tu đúng. Thấy cuộc sống nó đúng, từ trường thiện nó có. Đến đó mà lao sao làm việc này, việc kia rồi. Thế này, thế kia. Nó không đúng. Con này lập ra cơ sở này, cơ sở kinh doanh này, cơ sở từ thiện này. Lập ra cái này, cái kia. Nó không phải. Rồi cái con mắt của một bậc nhân quả nhìn rõ vô lậu, nhìn rõ soi xét nhân quả công bằng, thì sẽ chọn nơi, chọn nơi xây dựng chú xứ đúng. Đó là sự công bằng của nhân quả. Cho nên chúng ta phải hiểu sinh ra, sinh sống tu hành ở trung tâm đất nước là cái phước, là khó, khó có được. Đức Phật nói là khó. Sinh được làm người là khó, gặp được chánh pháp là khó, gặp được bậc thiện hữu tri thức là khó, sinh ra ở sống ở trung tâm đất nước là khó. Những cái khó. Hôm nay nói vấn đề sống, sinh sống ở trung tâm đất nước là khó. Cho nên cái nghiệp đời nó dắt đi, nó toàn dắt mình đi cái chỗ khó khăn, nó toàn dắt mình đi vào cái chỗ biên địa, nó xui bẩy mình đi sai đường. Nghe đến chánh pháp Nguyên Thủy nói là sống một mình chưa hiểu đầu cua tay nheo thế nào, sống độc cư là đệ nhất pháp, chưa hiểu thế nào, hiểu sai nó đi, chui lên rừng lên núi đi tìm những nơi xa xôi để tu hành, tìm những nơi khó khăn để tu hành, tìm những nơi hoang vắng để tu hành, đó là cái điều sai. Nghe trưởng lão nghe được chánh pháp là khó, nghe thấy sống một mình như con tê ngưu, nghe thấy độc cư là đệ nhất pháp, là nghĩ ngay đến chuyện độc cư là hiểu đơn giản, hiểu theo cái nghĩa nghĩa đen, nghĩa tổ tàu, là độc cư là một mình, cứ nghĩ một mình là chui lên rừng có nghĩa là mình sống một mình, đi tìm nơi hoang vắng rồi lên rừng lên núi. Rất nhiều người sai chỗ này, tu sau một thời gian sai xong quay về chẳng được gì, chẳng được cái gì. Hiểu sai, hiểu sai lời Phật dạy. Sống một mình là tâm quay vào trong, làm việc vui với chính thân tâm của mình, làm việc với chính việc của mình, không lao sao cảnh ngoài, không có động tâm trước những các cái lời khen chê, rồi không động tâm trước những cái lời ác pháp tấn công xung quanh. Sống một mình là như vậy, độc cư chính là quay vào trong, không ham nói chuyện, bàn luận, cạnh tranh cãi hơn thua, chính là độc cư đó. Độc cư. Cho nên làng thì Pháp Lưu có hàng chục người độc cư đấy. Ai lo việc nấy, ai tu việc nấy. Nhân ai nấy có. Không hơn thua với nhau. Cho nên là như vậy. Thầy Pháp Lưu đang làm việc đây mà trò mà lao sấn vào mà tranh việc mà làm và con giúp thầy là thầy mắng rồi. Đang tu hành thì tu hành, tại sao thấy thầy làm việc mà xía vào đây? Có nhiều sư cô học được bài học ấy. Thầy chưa bê cái bát người ta đi khất thực thì cứ mặc người ta. Bê cái bát lon ton chạy theo là sao? Ai làm việc đấy? Ai vui việc nấy, sống bình đẳng với nhau, ngoan hỉ với nhau. Đó là đời sống độc cư chứ là cái gì. Nhiều sai nó đi nó chết chìm cả đám. Hôm nay nói cái vấn đề như vậy để cho mọi người hiểu, hiểu để chọn nơi tu hành và biết cách tu hành. Biết thế nào là tu hành, thế nào là sống một mình, thế nào là độc cư, thế nào là sống phước báo, thế nào là sống thuận duyên tu hành.
Chúng ta phải hiểu như vậy. Thế nào là thiểu dục tri túc? Thế nào là giới đức, giới hạnh, giới hành? Giới hành là cái tâm mình nó ly tham, đời sống của mình ly tham, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Ly tham rồi còn đi làm việc nọ việc kia thì đi ham muốn làm cái việc này việc kia, từ thiện khoe danh, trăng biểu ngữ ra để đi hô hào cái này cái nọ, không đúng, không phải là thiền định. Chúc mọi người hiểu đạo, chọn lựa được cho mình một đường lối tu hành đúng, hiểu lời Phật dạy thì chúng ta sẽ chọn được đường lối tu hành cho nó đúng, chọn được nơi tu hành cho nó đúng, chọn được một vị thầy cho nó đúng, mà chọn lựa được. Chúc mọi người an vui.